Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chư Du Audio Bắc Giang. Hôm nay thì cũng như là theo yêu cầu của tất cả các một số bác thì có em có về được mới có đẩy một kênh này thì đã báo cho các bác ở trên những cái buổi livestream rồi. Tuy nhiên là vẫn theo yêu cầu của các bác thì sẽ có một video giới thiệu chi tiết và test riêng cho các bác thử. Thì ngày hôm nay thì cũng có một anh em đặt một con đẩy một kênh rồi. Đấy, thì ngày hôm nay em đang test và cũng lên sóng trực tiếp cho các bác để các bác nào có nhu cầu thì các bác cũng có thể là tham khảo cái mẫu đẩy một kênh này bên em, đẩy chuyên súp các bác nhá. Đẩy một kênh chuyên súp. Đấy, và nó có cắt súp trên mặt máy này luôn. Đấy. Con đẩy này thì với công suất là 1800W thì em có 3 con. Nó cùng một model luôn. Đấy, cùng một model này các bác này. Con này nó tên của nó đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, AU3DA gì đây các bác nhá. Đấy thì nói chung là cũng không quan trọng cái tên, quan trọng là máy móc này. Đấy. Súp của nó là 1800W. Thì với những cái con đẩy này thì anh em đang lắp phòng hát thì có thể chơi một quả súp kép 50 cuốn 100 hoặc cuốn 110 đều ok. Hoặc các bác có thể chơi một cặp súp đơn như em đang test ngày hôm nay để giới thiệu cho các bác đây. Thì em đang đánh một cặp súp đơn B3 từ 22 cuốn 100 các bác nhé. Con này nó là từ 230 cuốn 100 chứ không phải từ 220 đâu các bác. Đấy, con này là súp đơn B3 Beta 3. Con này là mã của nó là ZB118D. Thì các bác có thể đang nghe trực tiếp. Và ngày hôm nay em test súp, em sẽ không chơi full, tắt toàn bộ bộ dàn, hệ thống dàn máy của em đi, đợt bật mỗi con đẩy này thôi. Anh em mà nếu mà muốn chơi, tìm kiếm con đẩy đánh súp, các bác nên đeo tai nghe vào để xem video này các bác nhé. Bởi vì là các bác mà nghe trên điện thoại, các bác không đeo tai nghe là không nghe tiếng súp đâu các bác nhé. Đấy, thì hiện nay thì em đang mở súp rồi, nhưng mà em đang mở nhỏ thôi. Và tín hiệu của em này em đánh trực tiếp từ điện thoại vào, không qua vang, không qua một hệ thống nào cả. Nhưng mà khẳng định các bác là không có một giải lời nào vào qua quả súp này. Nó thậm chí nó cắt súp còn giỏ, nó còn súp nó còn hay hơn cả những con văng cơ rất nhiều luôn các bác nhá. Cắt súp của con này nó sẽ hay hơn văng cơ và những con súp điện rất là nhiều luôn. Các bác có thể nghe tiếng súp là sẽ không có một tí, gần như không có lời, gần như không lọt lời vào trong này. Còn anh em mà thích nghe có lời, anh em cắt cao lên được. Ở trên này nó có con cốt solver đây này các bác này. Đấy, là cắt súp theo ý của các bác luôn. Cắt thích các bác nào thích nghe súp sâu, các bác nào thích nghe súp cứng súp mềm các bác có thể cắt ở trên này được. Anh em thích nghe súp sâu mềm các bác vặn ngược về. Anh em thích nghe súp đanh cứng thì các bác mà lực thì các bác cho cao lên. Và các bác có thể nghe cái tiếng súp tùy theo cái sở thích của mình bằng cách là chỉnh ở trên này. Nó như là một con cốt server luôn các bác nhá. Nó rất là hay luôn. Đấy, và các bác to nhỏ thì các bác có thể chỉnh đằng trước luôn, không cần phải ra đằng sau như là những con súp điện. Đấy. Súp điện thì các bác nếu mà muốn chỉnh to nhỏ các bác phải ra đằng sau. Đấy, súp hơi nó rất là hay như vậy. Đấy. Mặt mũi của ba con này thì cũng khá là đẹp các bác nhé, mặt mũi còn khá là đẹp luôn. Và máy móc thì em bao zin 100% cho các bác đây. Những con này thì em có về thấp thoáng được 4 con, nhưng mà một con em đã đi lắp phòng trà rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì em mới lên sóng chính thức. Thực ra nó cũng về khá là lâu rồi, nhưng mà em để đây cơ bản là cái dòng này nó là dòng công suất lớn, cho nên chủ yếu anh em mà lắp phòng hát anh em cần thôi. Cho nên các bác chơi gia đình thì các bác mà đầu tư một chút thì các bác chơi con này thì cực kỳ là an tâm, chơi không biết bao giờ nó hỏng luôn, thực sự các bác luôn. Rồi, tụ này em bao tụ phẳng các bác nhá. Đây, tụ đây. Dàn tụ phẳng này. Dàn tụ phẳng này các bác này. Nguồn con này thì khá là to. Con này nguồn của nó là nguồn size 3U các bác nhá. Con này size 3U và đây nó chỉ là một kênh thôi các bác nhá, mà nguồn của nó đã được khoảng mười mấy phân như này rồi mà nó lại size 3U. Một con đẩy một kênh. Một con đẩy một kênh bằng nửa con đẩy hai kênh bình thường này thôi. Nhưng mà nó đã nặng 20 mấy cân rồi thì các bác biết được là nó nặng ở mức độ nào và nó to ở mức độ nào, khỏe ở mức độ nào rồi. Ok chưa các bác? Đấy, mà vô dàn tụ này các bác nhìn này. Tụ phẳng nhá các bác nhá, tụ phẳng. Ok chưa các bác? Đấy, 8 quả tụ. Tụ này là tụ 80V 10.000mi các bác nhá. Toàn bộ là tụ 80V 10.000mi. Đấy, tụ 80V hết này các bác này. Đấy, cho nên là các bác biết là nó khỏe như nào rồi. Con này thì bao cho anh em đánh súp kép hoặc đánh một cặp súp đơn 40, 50, cô 100, cô 110. Ok. Đấy. Các bác lắp phòng hát thì không lo nghĩ gì về cái vấn đề súp nữa rồi, đúng không các bác? Không cần phải lo cắt súp cắt xước gì nữa. Anh em chơi gia đình, đặc biệt là các bác chơi gia đình mà đang đánh để mà đang chơi đẩy hai kênh ấy. Bây giờ muốn chơi súp hơi thì phải nâng cấp. Đấy, phải nâng cấp lên đẩy ba kênh. Đấy, thì các bác có thể giữ luôn nguyên con đẩy của mình để mua thêm con đẩy này. Đấy, con đẩy ba kênh thì nó sẽ không có cắt súp như thế này. Nếu nó có cắt ấy, một số con đẩy ấy, mà anh em quảng cáo là đẩy có cắt súp ấy, thì đa phần nó chỉ cắt LPF, HPF thôi, chứ nó không có cắt súp theo kiểu tần số như thế này đâu các bác nhá. Con này các bác muốn cho tần số cao, tần số thấp được ở đây. Nhưng mà những cái con đẩy ba kênh ấy, mà cái kênh súp của nó có cắt súp ấy, thì đa phần nó chỉ cắt LPF, cắt những cái giải cao đi thôi. Thế còn nó vẫn đánh tổng. Ví dụ như là nó cắt 300, cắt từ 300 mét trở về. Đấy, thì còn 300 mét trở lên nó không nhận. Thì các bác biết rằng nó đánh đến tận giải 300 mét thì nó đánh rất là cao, đánh như loa full luôn.
Đó, đánh như là giải loa full có cả mít lâu các thứ hết rồi. Thế còn con này thì các bác có thể nó đánh lên 250 hẹt, nhưng các bác đấy thì như con đẩy này thì các bác có thể cắt lên cái tần số đến nó lên đến từ 250 hẹt trở về các bác nhá. Đấy, từ 250 hẹt trở về đấy, thì các bác có thể cắt những cái điểm nào mà mình thích. Ví dụ như các bác không thích 250 hẹt, các bác có thể cắt xuống 100 hẹt, 90 hẹt hoặc 50 hẹt đều được. Đấy, chứ nó không phải như là những con đẩy kia nó chỉ cắt cái tần số cao thôi. Đấy, con này thì các bác có thể cắt tùy ý theo mình, giống như là một con crossover luôn các bác nhá. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, và con đẩy này thì bao cho anh em là con này thì bọn em đã thực chiến rồi. Đấy, nó về 4 con, một con em đã mang đi lắp phòng trà rồi, phòng trà 70m2 rồi, và đánh một cặp súp đơn 50-100. Đấy, thì đã thực chiến và con đó thì đã sử dụng được hơn 1 tháng rồi. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, con này thì bọn em đã thực chiến rồi chứ không phải là bán mò. Đấy. Và ngày hôm nay thì các bác có thể nhìn thấy là em đang test trực tiếp với trên cặp súp đơn B3 bát 50 từ 23 từ 230-100. Ở đây này em đang đánh cả cặp đây các bác nhá. Dây này em cắm tín hiệu vào quả kia, xong đó nó truyền tín hiệu sang bên này. Đánh cả cặp luôn các bác nhá. Ok chưa? Đó. Thì ở đây này em chưa qua vang, chưa qua kích xử lý tín hiệu, bất kể chưa qua một bộ phận kích tín hiệu nào lên cả, đánh trực tiếp từ cái điện thoại Samsung này lên thôi. Đấy, và các bác đang nghe nhá, bác nào đeo tai nghe các bác có thể thẩm âm luôn nhá. Đấy. À, cắt súp gần như không có một tí lời nào luôn các bác nhá. Còn anh em thích cắt cao lên cũng được, anh em thích cắt lên đến 250 hạt cũng được. Ở đây em đang cắt sâu để cho các bác biết là cái độ sâu của tiếng súp này các bác nhá. Còn không thích các bác cắt to lên này. Rồi, anh em nào thích đánh lực, đánh súp những cái bản remix thì các bác có thể cắt cao hơn một chút. Còn anh em mà thích mà chơi theo kiểu nhạc vàng, nhạc bolero thì các bác cắt thấp hơn một chút thì nghe nó sẽ hay. Đấy. Ở đây là cắt như thế nào là tùy mình, cắt ở trên cái này. Ở đây có cả một cái volume để đảo pha các bác nhá. Đấy, đảo pha đây. Đấy, bao cho anh em là chiết áp các thứ là sạch sẽ, không lẹt xẹt gì cả các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Đây. Đấy, tín hiệu vào chưa qua vang mà các bác nghe nó đã kinh khủng như thế này rồi, đúng không ạ? Bình thường thì các bác nghe bọn em thu qua điện thoại thì có thể là tín hiệu nó không được, nó không được 100% như là đánh thực tiến bên ngoài, bởi vì cái giải súp là cái giải rất là khó thu các bác nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy. Và em cũng xin phép báo giá luôn cho các bác là 3.800.000 một chiếc, em bao ship các bác nhá. Và sản phẩm được bảo hành 3 tháng, ok chưa? Đấy, 3.800.000 các bác nhá. Đấy, thì với cái mức giá này thì anh em chơi súp đơn thì nó sẽ hơi bị cao, bởi vì là bình thường các bác chơi mà mua một con đẩy chơi súp đơn thì nó chỉ tầm 2.500.000 3 triệu thôi. Đấy, tuy nhiên thì nó là công suất vừa đủ. Thế còn con này thì anh em chơi con này thì công suất nó dư thoải mái, thì các bác có thể đánh thoải mái, không bao giờ biết nếu mà đánh một chiếc súp đơn thì đánh không biết bao giờ nó mệt mỏi. Em nói thật các bác chơi nó an tâm cực kỳ luôn. Đấy. Thì với cái mức giá này đưa ra thì anh em nào ưng thì liên hệ bên em các bác nhá. Em cũng chỉ có 3 cái thôi và hôm nay em tech một cái để gửi đi rồi. Đấy. Thế một số anh em vào bình luận bảo là với tầm 3.800.000 thì mua con đẩy hai kênh chỉ tầm 3 triệu chập kênh vào là đánh thoải mái rồi. Thế thì 3 triệu đấy, hôm trước có một bác ở bên Vĩnh Phúc cũng sang nhà em lấy một chiếc này và lấy con đẩy 6 cho mát chập kênh vào thì nó chỉ giá kiểu 3.200.000 thôi. Thế nhưng mà ngược lại thì 3.200.000 đấy thì các bác phải chơi văng số thì cắt nó mới hay. Còn nếu như các bác chơi văng cơ ấy thì với mức 3.200.000 đấy các bác mua được con đẩy 6 cho mát chập kênh vào thành 1.200.000, nó vẫn không bằng công suất của con này được, đúng không các bác? Con này nó 1.800.000 cơ. Đấy, thứ hai, nhưng mà đánh súp đơn thì 1.200.000 nó thoải mái rồi. Đấy. Thứ hai là các bác phải lưu ý là con này nó có cắt súp, có thêm một hệ thống crossover cho các bác rồi. Thế nếu mà các bác mình chơi văng cơ ấy, mà các bác mua con đẩy 6 cho mát chập kênh vào chỉ giá 3.200.000 hoặc 3.500.000, nó cũng chỉ rẻ hơn con này một ít thôi. Nếu để đánh một quả súp đấy thì nó lại không hiệu quả bằng con này được, không thể hiệu quả bằng con này được. Con này vừa có cắt súp vừa công suất khỏe, đánh thoải mái, không bao giờ mà nó là dòng chuyên súp cho nên là cái tiếng súp nó sẽ hay hơn là những dòng mà các bác mua đẩy hai kênh ghép lại. Đấy, một số bác lên kênh cũng bình luận như vậy thì em cũng giải thích luôn cho các bác là thôi, mỗi người thì chơi một kiểu, mỗi người một phong cách chơi. Đấy, các bác chơi con đẩy hai kênh 500W vào thì giá của nó đâu đó chỉ tầm 2.800.000 đến 3.000.000 thôi. Đấy, nó sẽ rẻ hơn con này được khoảng 800.000 đến 1.000.000 tùy từng loại đẩy. Tuy nhiên thì nó để chơi đạt được hiệu quả được như con này thì những con đẩy 2-3 triệu thì không, 3.000.000 đến 3.500.000 mà đẩy hai kênh thì không thể làm được. Đấy là em khẳng định như vậy. Đấy, con này nó 1.800W thì các bác phải mua con đẩy 900W, mà 900W một kênh để chập lại thành công suất như thế này thì giá nó cũng lại không bao giờ dưới 4.500.000 các bác nhá. Nếu 900W mà con đẩy ngon, đẩy hẳn hoi thì không bao giờ dưới 4.500.000, mà nó cũng không có cắt súp được như con này. Thế con này nó 1.800W mà nó chỉ có 3.800.000 thì anh em tự biết là giá cả nó đang hợp lý ở mức độ nào rồi. Ok chưa các bác? Đấy, thì còn là tùy mỗi người một phong cách chơi. Tuy nhiên là đánh súp đơn thì nó sẽ
Tuy nhiên là đánh súp đơn thì nó sẽ dư công suất thì mình chơi nó sẽ an toàn. Đấy, bình thường như bọn em lắp ở phòng hát hôm nọ 70 mét vuông ấy, bọn em để qua vang ấy, bọn em chỉ để đến tầm 10 giờ như thế này thôi là đã cảm thấy trong phòng đã không thể chịu được áp lực của cặp súp đấy rồi. Đấy. Thế còn đây là chơi này là chưa có full các bác nhá. Anh em nên nhớ là chưa có full ấy, nó sẽ không có tạo thêm được cả áp lực của cả full nữa. Ở đây là chỉ mới chơi mỗi súp thôi. Đấy. Đấy, các bác mà đây là đánh chưa qua vang, chưa qua tín hiệu gì cả, đánh đã phê lòi rồi các bác. Mà em đang đánh cả cặp các bác nhá. Đấy. Đấy, rung hết mái nhà mái tôn rồi, không dám cho to nữa. Đấy. Đấy. Đấy, các bác nghe thấy nó kinh khủng không? Đây là chưa qua vang nhá các bác nhá. Rồi, ok. Các bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em là 0378 030 730, hoặc cửa hàng của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác có thể đến tận nơi để trải nghiệm những cái quả súp này và những con đẩy đánh súp này của em nha các bác nhé. Đấy, video của em cũng xin phép làm ngắn gọn tại đây và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác xem video thì tặng em Du một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các video, các sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.